Mày thấy mà. Ngay thầy chỉ thấy buồn quá. Nói gì mua liền bạn. Cây này tới Tết nó có bông không thầy? Thầy bông rồi, bông đẹp lắm, sống đời. Dạ. Sống là sống đời đời á. Dạ, bông nó màu đỏ phải không thầy? Hả? Cây này nhiêu tuổi thầy? Thầy trồng này cứ 10 năm nay cứ chưng Tết xong ra bông cái thầy nhâm ra hết Tết cái trồng tiếp năm sau. Cứ làm hoài vậy đó. Cây lớn bẻ bỏ trồng mấy cái đọt cái lợi cái khác. Dạ. Nãy giờ ở đây phải không? Dạ. Thì tôi con khôn á. Chứ sao à? Hai công an á, trung ương mới đến mới học. Mới tới rất may mắn là tụi con khôn. Dạ. Thầy chồng thấy không? Bông trùng hoa. Yêu bông yêu hoa. Nè cái ớt nè không trái không? Thầy trồng cây nào cũng trái. Mình mong okay, cây nào có củ rồi thầy đó nó cây nào tôi cũng mở cũng mở của khoai của nùng của bình tinh cũng mở đâu thầy ở bên đất bên không trồng lẻ người ta mình ta chặt cây hết rồi ngày chưa có giờ của tôi không thấy thầy trồng cái cây gì có củ đâu có trái không bởi vì khổ ghê không có đất ước mơ gì có đất thầy có tay trồng đó thầy thầy mát tay cho nên trồng cây nào cũng lên. Thầy trồng cái cây đó củ to thầy. Củ to thầy. Củ to. Đỏ cu. Củ to. Nó ngái to. Đừng nghĩ bậy gì thầy. Thầy trồng cái gì cũng tốt nha. Con chào thầy nha. Chờ hết hồn, có đâu xuất hiện người nữa vậy. Không, lần đầu tiên con lên đây. Nó nghe danh tiếng thầy đồn dạ, sao là nó không thầy con ở Tuốt Đồng Nai con nghe thầy nổi quá nên hôm nay con được có duyên có chứ... duyên mà không nợ đúng rồi có duyên không nợ bạn đó nói giờ muốn quá duyên cho thầy mà không biết mua gì cho thầy ăn trời ơi thầy cần buổi trưa buổi chiều mà cứ hỏi ăn ăn không nó không hay sao tụi con xuất hiện hay nhờ gì ở mày sao mày láo cho mày nói ngày mai mày qua tao chờ tới bữa nay vậy mày nói ngày mai qua bữa nay cứ mấy rồi mưa quá đi cũng được hả cái mặt mày cũng xạo lắm nè tốt lành gì nó hứa nhẫn thà nói coi khi nào rảnh con qua còn mấy không qua nói chờ khỏi chờ đợi thì nhờ làm cho thầy đợi chờ rồi thầy ngày nhớ đi mong thấy chưa mọi người ạ xin lỗi đi bạn mày nói chưa mày xin lỗi thầy đi nè xin lỗi đi xin lỗi thầy đi nè đi qua không phải nha mày có lỗi với tao tao xin lỗi mày nói thầy trò con nhưng mà thầy nói mày tao cho vui vậy thôi cây này là sống đời đúng không thầy đúng rồi cây này sống đời đỡ sống ra trái tụi con coi thử cho thầy đừng nói thầy rờ con coi con có trái không cho mình được thử cái của đó nha thầy nói cây thôi nha trời ơi đỡ luôn đi em quay ngang đó nha đừng quay đứng quay ngang dạ ủa cái gì cái đứa đó đó nó cũng tốt nghiệp công an mới ra dạ qua thầy nói không biết hôn chơi mình đâu biết ai nhưng mà chi trên mạng hôm qua là con nghe thầy nói rõ ràng đó là mới tốt nghiệp công an mới làm công an thì mình nói linh tính gì kia chứ Phật mình biết được nhưng mà mình phải chi ra giấy tờ chứ còn ta đi đồ thường ai biết ai chứ chăng ta xứ xa nó ở tỉnh ở Phan Thiết công an Phan Thiết sau này không tin công an với mà toàn bộ trưởng với chủ tịch với toàn là biết hư tỉnh rồi về đó cũng hay
nào thầy cũng đi đi trồng này hả? Trồng có cây. Mới trong mấy cái chậu trong đem ra hoài. Dạ. Chứ đâu phải à. Biết rồi chưa? Quay hoài. Hên là chưa có nói giọng vô. Rồi bị quay hoài. Hết người quay lượm thì chùm quay. Mày cứ quay. Thấy văn nói chuyện đã. Rồi nhiều người thấy làm gì mà quay hoài. Trồng vậy chứ Tết cái nhổ lên, trồng vô cái chậu lớn cái ra bông. Dạ. Trồng ra có nắng, trong mát nó cùi vậy nè, rụng ra hết. Cùi ra bông. Ngoài nắng vậy cùi mà lên. Dạ. Cây sống đời thì trồng ở đâu nó cũng lên thầy. Ừ đúng rồi, dễ nó sao? Dễ lên đó. Ừ. Cái tên của nó là sống đời mà. Dọc ừ. Về có dọc nó cũng lên nữa thầy. Thầy trồng cây nghe khéo tai quá. Thầy trồng cây rất là lâu năm phải không thầy? Thầy không dám nói kìa. Nói gì mà nói. Sao mà đúng, sao mà sai. Thầy nói lúc nào cũng đúng mà. Còn nói gì. À, người ta nói khách hàng là thượng đế, còn thầy là còn cao hơn thượng đế nữa. Thượng đế hay là cầu lao? Cái ớt của thầy ra trái quá trời luôn. Ừ. Đi về tao đặt thầy là đây không thầy em. Nó khì hoài á. Ê thầy. Dạ. Có mày không không nè. Thôi mày đi về đây. Ê tốn tiền thiệt cứ sợ gì. Đặt cho mày cây. Nè, có tiền nè. Đẩy tao. Giờ cúng tiền nè. Nó đợi số cho thầy luôn nè. Này cúng cho thầy nhiêu. Nói gì làm liền. Ê thầy ăn mấy trứng cơm mua cho. Mấy trứng. Rồi ăn trò gói con nè, ăn không? Thầy nói trước cho nên tao mời. Tao mời thầy, cái thầy nói cho đó, nói trước thì ngồi nó lỗ, tao không biết nha. Tao mời thì Tần nó ăn trước mặt. Nó nhớ dạy thầy lỗ quá, đúng không? Tao mời đúng cái lộn ăn không chịu thôi chơi. Tao mời thì thầy cho ông mời mà. Ngồi con hai trứng, thầy hai trứng, bốn trứng. Mày đi về chưa? Nói ngồi mày nấu hoài. Đang nghỉ thầy mà. Mày đang nghỉ không? Ok mày đi. Nghe thầy buồn quá. Nói gì mua liền bạn. Mày tao giỡn mày, mày đi về chưa? Về. Giỡn mày nè, tao quýnh á, tao không có giỡn. Về. Quýnh đó chặn kìa nó mới sợ ở mà. Sao tao chưa? Thầy quýnh tao chưa? Bình thường hả? Nó hết giống mày hả? Thôi nó quay lại. Mẹ mua trứng cho hàng nè. Không, tao đập cho mày cây á, mày la khiều, tao không có giỡn đâu nha. Giờ mày muốn sống yên chớ lặng hay mày kiếm chuyện? Tới thứ gì nữa đó. Tao giữ mày. Dạ dự
Tao ăn hiếp mấy đứa hiền thôi á, mày với mấy thằng khùng. Đó mà con hiền đừng ăn hiếp nha, lần đầu tiên con ăn đấy. Rồi sao mày sao không biết lắm. Dính cho ỉa cất quần luôn. Sao mà thầy ghét bạn ấy với gì thầy? Chiếc chùa mà tới chơi vậy. Dạ. Tới chùa phải có việc gì đi tu hành với đùa giỡn gì. Chùa là không phải tới chơi mà không có đùa giỡn được, cực hiêu. Rồi nói qua nói lại là không được phép nữa. Đến nữa kìa. Đó, trong thôn. Đó, thấy không, mày thấy nghe chữ chưa? Phải lấy. Nó chữ, nó không mở cửa, nó vô cửa, nó lấy đồ, lấy đạc luôn á. Dạ. Nó cắp trộm tiền thầy nó còn lấy đó. Trời ơi. Chứ mẹ, rồi gỡ nó 20-30 tháng nó lấy đi luôn. Còn thầy gỡ chìa khóa 120 ngàn. Cái ổ khóa thầy nói mua cái loại 50. Lát nó lại cái mua cái lát mua về cái nhỏ nữa, đường cái nữa. Hồi nào? Không chữ nó. Hồi nào hả? À, tôi lại đây tôi đập vô đầu mày luôn chứ đừng mày giỡn với tao. Nó cướp thầy tiền lấy luôn. Trời không chữa lấy. Quá. Ừ. Mày đừng có lại đây nữa nè. Chúng tao thầy cạo quá. Đó thấy không? Mày ngồi nè, mày lát nó chạy chữ cho mày nghe nè. Để mày nói ông thầy hô không quýnh không la nữa. Nó sớm này nó con cháu thầy không mà nó mất dạy lắm. Chứ không phải là nó hiền lương gì đâu. Nếu mà chùa mà cháu gì chùa là không chỗ để chơi. Lỡ là tụng kinh hay là tu hành. Lỡ con có việc gì để không biết thì hỏi. Chứ không phải lỡ ngồi uống chơi uống nước uống gì. Uống là người ta xứ xa người ta lỡ tới khâm chùa. Rồi người ta lễ Phật xong ra ta uống nước. Mày nói mày về chưa? Tao quýnh thiệt tao không có giỡn nữa đâu nha. Mày nói tao không quýnh không? Tao khiều tao giỡn à, giờ tao quýnh thiệt á. Mày đừng lại đây mày khiều mày hổng hổng. Chữ nó một câu, nó chữ là bao một câu. Trời ơi. Trời ơi, ai đùa giỡn đâu. Còn có nhiều vô con tới rồi nó quậy nó phá chùa luôn á. Dạ. Chứ không phải lợ không đâu. Chứ lửa quá trời nha. Ở trong hay đó hay có tiếng lửa lắm. Ô, có kìa là dưới. Hay trong cái mệt không mày? Không mệt. Ăn còn nó hư còn rợ hơi lên. Không chiếc làm mà không mệt. Làm mà không mệt. Chơi phải mệt. Hay vui quá. Chơi mà không mệt. Chơi cái con đó. Chơi là chơi là ví dụ đá banh cũng chơi thì chơi nè. Uống ngồi chơi cũng là chơi đúng không? Dạ. Chứ nghĩ chơi cái gì? Chơi gì hay? Đó lại đó còn. Nè, tao nói mày chơi nó không? Không chơi đâu. Rồi mày lại tao đập cho mày một cây mày đi về chưa? Mày ngồi đó mà khiều mày nói hoài mày. Ai giỡn với mày ngồi lại giỡn hoài mày. Ủ vậy? Đi về. Dạ. Lỡ tay tao quýnh tao tay vô đầu mày nè, tao nói tao không quýnh tao làm con mày á. Phạt gì đâu đây? Dạ. Thằng quỷ ma ở phạt. Trời nó phá banh chùa luôn giờ chứ ở mà mô bằng mặt đây. Cái cửa vậy mà sao vô được? Trời ơi, cụ hồn mà nó ở đâu nó không nhảy, không vô. Thằng ra mỗi lần khắp hấp nó nhảy vô luôn á. Mấy thằng YouTube này còn nhảy nè, con có coi cảnh nè, mấy cái dưới kia. Thì con miền xa, con ít coi giỏi trang mạng. Ừ. Để thầy không giữ không? Dạ, tại vì có người chọc nên thầy không giữ chút. Thấy thầy săn không? Có chút. Dạ. Ơi, mô. Đó. Trời ơi, thầy chùa mà nó chữ rồi nó hàng đó cũng chữ luôn á. Dạ. Nó chữ đụ má đụ mẹ luôn thầy mà cấm nhưng chơi lại với nó quậy nó phá. Nó vô côn vô đảng. Chứ còn nếu mà như tụi con sao nãy giờ thầy không chữ. Dạ. Hả? Sao tụi bay tao không quýnh tao không chữ. Tụi bay nói gì tao mới chữ mới đánh rồi mày lạ mày sao mới tự nhiên cái gặp tao chữ gặp đánh. Tụi con quá hiền quá dễ thương. Thấy không chưa à? Tao quên luôn nè, nói xong cháu đi.